Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 5.600 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt trên 4.600 tỷ đồng, bằng 119,8% dự toán. Theo đó, trong 15 khoản thu, có 4 khoản thu vượt dự toán, đó là thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí lệ phí và thu cố định tại xã. Có được kết quả trên là do Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền nợ đọng thuế cho các đơn vị và thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017, đồng thời tập trung chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các huyện, thành phố triển khai các biện pháp nhằm khai thác triệt để các nguồn thu, quản lý chặt chẽ những khoản nợ thuế. Là một trong những đơn vị trên địa bàn tỉnh được giao với số thu lớn năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chỉ tiêu giao khá cao, song Chi cục thuế huyện Tân Yên đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu bằng 195% dự toán pháp lệnh. Trong đó các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thu phí lệ phí luôn hoàn thành vượt kế hoạch. Đạt được kết quả như vậy là do ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Tân Yên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đảm bảo nguồn thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Trong thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã đề xuất với Ủy ban huyện ban hành công văn chỉ đạo phối hợp giữa công an kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng và Chi cục thuế trong công tác phối hợp quản lý các khoản nguồn thu trên địa bàn, như kiểm tra các hộ, cá nhân, các doanh nghiệp thuê đất trên địa bàn để đôn đốc nộp ngân sách đảm bảo kịp thời. Nếu như thời điểm đầu năm 2017, trong khi hầu hết các huyện thành phố còn gặp khó khăn trong thu lệ phí một bài, tỷ lệ thu đạt thấp, thì Chi cục thuế huyện Yên Thế đã nhanh chóng hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Chúng tôi là ra các văn bản hướng dẫn chỉ đạo phát tờ rơi đến tận từng đội thuế, từng hộ kinh doanh để thông báo cái mức thu, cái cách thu và cách thực hiện như thế nào. Thì báo cáo với các đồng chí là trong 20 ngày đầu của tháng 1 năm 2017 là chúng tôi đã hoàn thành 100% được cái mức thu lệ phí môn bài của năm 2017. Theo báo cáo của Cục Thuế Bắc Giang, năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.600 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán. Đây chính là kết quả của việc chấp hành tốt chính sách pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế với nhà nước của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn. Hội danh cũng được Chi cục thuế báo cho hàng năm, đầu năm là cũng so theo quý, nên mức đấy là mình cũng nắm được hết, hộ kinh doanh là cũng nắm chấp hành đúng quy định của thuế. Chúng tôi thường xuyên rà soát cũng như là giải quyết những cái khúc mắc trong vấn đề mà công tác thu, đặc biệt là thu thuế môn bài cũng như là thu thuế tháng đối với hộ kinh doanh. Thì trong công tác thu nó rất nhiều những cái khó khăn. Thế thì chúng tôi cũng đã phối hợp thường xuyên để giải quyết những cái vướng mắc đó. Thì đến hiện nay thì chúng tôi cũng đã cơ bản hoàn thành một số những cái chỉ tiêu, đặc biệt là trong công tác thu thuế môn bài. Thì năm 2017 chúng tôi đã thu vượt. Năm 2018, dự kiến thu ngân sách tỉnh giao là trên 6.300 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn và là áp lực lớn đối với ngành thuế. Tuy nhiên, với tiền đề đạt được của năm 2017, cùng sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, tin tưởng rằng ngành thuế tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.